Dạ, Linh xin kính chào quý ông bà cô chú, các bạn, các em nhỏ đã đến với kênh Thôn Nữ Cà Mau. Bữa nay thì Linh đi chợ, Linh mua được một ít cái này gọi là xương giò heo, ông bà cô chú. Cái này là cái phần móng với một ít sườn. Sườn này là sườn non nhưng mà chặt miếng bự. Thì bữa nay là Linh sẽ nấu hủ tiếu sườn heo với giò heo ha. Ở bên đây thì Linh có mua mấy miếng hoành thánh nè, hủ tiếu. Hủ tiếu này thì Linh sẽ làm hủ tiếu khô. Hoành thánh này thì lát ra Linh sẽ gói để mình làm cái nước súp. Rồi Linh có mua thêm một ít thịt bằm. Thịt bằm này là để lên gói hoành thánh. Rồi thêm một xíu thịt bò. Thịt bò này là để một lát Linh sẽ trụn tái để mình để lên trên cái tô hủ tiếu. Thì để ăn hủ tiếu thì gia vị nêm nếm thì Linh có củ hành, củ tỏi nè, hành lá Linh sắc nhuyễn. Rồi để nấu cái nước súp của nó thì Linh dùng một củ cải trắng, hai củ cải đỏ. Rồi rau ăn thì có giá nè, hẹ, hành lá. Rồi thêm cái này là cải xà lách. Bây giờ trước tiên là Linh sẽ ướp cái thịt bằm với cái thịt bò trước ha, mời cô chú các bạn. Linh cho vào xíu hạt nêm. Rồi Linh cho xíu đường vô cái thịt bò với cái thịt băm. Linh cho củ hành tím, hành lá, một xíu tỏi. Linh sẽ cho thêm xíu nước tương. Ướp thịt bò thì mình ướp nước tương để nó dậy lên cái mùi thơm của cái thịt bò. Thêm một ít tiêu. Tiêu này là tiêu xay ra rồi á, ông bà cô chú các bạn. Rồi bây giờ Linh sẽ trộn cái thịt bò này lên. Mình ướp để mình cho nó thấm á, cái lát cái mình chỉ có nhúng trụn sơ giống như là tái tái cái mình bỏ lên cái tô hủ tiếu. Thường là hủ tiếu người ta sẽ ăn với thịt bằm nhưng mà Linh thì thích thịt bò nên là Linh mua thêm một ít thịt bò nè. Khi mà mua rồi á thì Linh cũng mượn người ta sắc nhuyễn. Rồi cái này thì Linh trộn đều rồi, mình để đây cho nó thấm, để càng lâu nó càng thấm. Rồi qua đây tiếp tục Linh sẽ ướp cái thịt băm này. Linh cũng cho hành lá, rồi tỏi băm, hành tím băm. Rồi Linh cho một xíu nước mắm, thịt heo thì mình sẽ ướp nước mắm ha, thịt bò thì Linh ướp nước tương cho nó thơm. Linh cho xíu tiêu. Nếu mà nhà mình có nhiều trẻ em thì mình khỏi cho tiêu cũng được. Tại cái tiêu này là tiêu nó cũng hơi cay á. Mà mình bỏ tiêu, mình ăn được tiêu thì mình bỏ vô nó sẽ thơm cái nhân của mình. Linh cũng sẽ trộn cái thịt này lên để cho nó đều cái gia vị ra luôn. Rồi cái này Linh cũng sẽ để đây cho nó thấm ha. Rồi trong lúc đó thì Linh sẽ đi trụng cái xương này. Hồi nãy giờ Linh có bắt nước sẵn rồi, bây giờ nước nó cũng sôi rồi. Cái sườn này với cái xương chân giò heo này á, là nãy Linh đã rửa với nước muối rồi rửa với chanh để cho nó đừng có hôi vậy đó. Nhưng mà mình trụng lại để mình nấu cái nước súp cho nó trong cái nước súp. Rồi Linh sẽ cho vô một xíu muối. Tại vì mình trụng cho nó ra hết mấy cái chất dơ trong cái xương với cái giò nè, cái phần xương với cái phần giò thì nó sẽ có rất là nhiều cái chất tanh rồi chất dơ á. Nếu mình để gì nấu luôn thì cái nước dùng của mình nó sẽ không có trong, nó sẽ bị đục. Nên là khi mà mình nấu nước súp thì mình nên trụng trước cho nó săn cái thịt, cho nó ra hết cái chất dơ. Lúc này là cái xương này nó ra chất dơ, nó lên bọt vậy nè, thì Linh sẽ vớt cái xương này ra để mình đi rửa lại. Lúc này mình rửa cho nó sạch lại ha, mình coi chỗ nào còn lông thì mình nhổ bớt cái lông.
Nhiều khi mình mần á, nó cái lông nó nằm ở bên trong á, mình cạo nó đứt ngang á, nên là ha mình luộc xong rồi nó mới búng lông ra mình mới thấy á. Mình luộc xong rồi mình coi lại, nếu còn lông thì mình nhổ bớt mấy cái phần lông đó đi, chứ tự nhiên đem lên tô ăn thấy mấy cọng lông thì nhìn nó thấy cũng hơi kỳ kỳ. Giống như này là nãy là lên mần sạch, tại giờ cắt cho nó búng búng mấy cái lông tơ ra. Thì mình sẽ rửa thêm một nước nữa. Rửa cho nó càng sạch thì cái nước súp của mình lát nó sẽ càng trong. Cái chân giò Linh lúc này Linh rửa nó đã sạch rồi nè, với cái sườn. Thì bây giờ ở đây Linh có bắt nồi nước sôi, thì Linh sẽ bỏ cái chân giò với cái sườn này vô để mình hầm cái nước dùng cho nó ngọt. Rồi Linh sẽ cho vô đây mấy củ hành để cho nó thơm. Linh cho thêm xíu muối. Giờ mình để cái chân giò với cái sườn ở đây mình hầm cho nó ra nước ngọt ha. Linh sẽ qua lên gọt củ hành với củ cải trắng, củ cải đỏ để mình chuẩn bị mình bỏ vô. Mình cắt cái đầu xong rồi Linh dùng cái dao này nên Linh gọt cho nó nhanh. Bây giờ có cái dao hai lưỡi này cũng tiện á. Em Mun mới ngủ được khoảng nửa tiếng đồng hồ, giờ thức rồi kìa ông bà cô chú các bạn. Con đang làm gì đó? Thức phụ mẹ nấu hủ tiếu ăn á hả? Đợi xíu nha, mẹ nấu hủ tiếu cho ăn nha. Mun thích ăn mấy món nào có nước lắm. Ủ ông cho cái quạo á hả? Cà gót. Để mẹ rửa nha. Chắc là Linh nấu hai củ này được rồi, với thêm một củ hành tây. Ơi mới ngủ dậy nên là quạo nè. Hành tây này thì Linh cũng gọt rồi, để mình bỏ vô nước cho nó ngọt luôn bà cô chú các bạn. Rồi Linh có đem ra một xíu tôm khô. Tôm khô này là tôm khô bạc để nấu không bà cô chú. Thì ha Linh nãy giờ quên nấu nước súp hay là ha hay là mình nấu canh nữa, mình dùng tôm khô thì cái hậu của nó rất là ngọt, rất là ngon. Nên là Linh mới đem ra Linh rửa, Linh ngâm. Để lát Linh sẽ bỏ vô cái nồi nước súp. Muốn cho con tôm khô ngồi im ghe kìa. Nít tuổi này nó ngủ nhanh thức lắm. Tại vì do có tôm khô nên là hả Linh nấu có một củ cà gót à, định nấu hai củ nhưng mà có tôm khô và nấu ít lại. Tại có tôm khô nó cũng ngọt nước rồi. Giờ Linh cũng sẽ lặt mấy cái rau này để mình đem đi rửa luôn. Này cải xà lách để mình ăn chung thôi. Tôm khô nhà Linh thiền bịch nửa ký như vậy là 450.000. Cái loại này là tôm bạc nè ông bà cô chú. Thì tôm nhỏ nhỏ dùng để nấu canh. Tại vì tôm thiên nhiên nên là nó có nhỏ có bự. Với nhiều khi mấy con tôm đất mà nó bị sát bỏ qua tôm bạc luôn. Thì tôm này chỉ để nấu canh thôi. Mình muốn ăn tôm khô của Kiệu thì mình mua cái loại tôm đất á. Tôm đất thì nhà Linh bán là 1.450.000. Còn tôm bạc này là 900.000. Tại bây giờ cũng gần Tết thì cái nhu cầu mà ông bà cô chú các bạn mua tôm khô dùng á cũng nhiều. Thì còn có một nước bữa nay là cũng mùng 10 vậy đó. Còn nước này nữa là hết tôm để làm tôm khô rồi. Là tới 15 này là gầm này là mẹ lên sổ nước nữa. Với đi gom tôm người ta. Tại dưới quê Linh thì hả có một tháng sổ được hai nước, ví dụ mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 tới gặm tới 17, 18 gì đó. Là ha, mấy ngày đó mới có tôm để mình gom mình làm tôm khô với mình làm bánh phồng tôm.
Thì qua cái đợt 15 tới hai mấy này nữa là lên linh hết tôm khô luôn rồi đó ông bà cô chú các bạn. Nên là số lượng tôm khô mà để làm tôm khô thì cũng không còn nhiều nữa. Thì ông bà cô chú các bạn nào mà mình mua trong cái dịp Tết này thì mình đặt hàng ngay từ bây giờ ha, để linh kịp linh giao cho ông bà cô chú. Ăn tôm khô quá hả? Tôm nhà Linh làm thì cũng không có trộn phẩm màu hay là chất bảo quản gì hết á, nên là ha mấy con Linh cũng lâu lâu Linh cũng cầm ăn chơi được. Nếu mà mình đãi khách thì mình đem cái này ra thì nó hơi nhỏ, chỉ để nấu canh thôi. Đãi khách thì mình dùng tôm đất, có nhà Linh ăn thì có cái gì Linh ăn cái đó à. Ngon không? Sáng nay hả Linh chở cho đi chợ luôn, tại vì có Linh với Nang à, cái đi chợ có công chuyện á nên là hai chở mua theo đi chợ luôn. Hồi Linh gặt rau xong rồi bây giờ Linh sẽ đi rửa rau. Ăn đi. Hai tay cầm hết. Cái chanh sao đó. Ăn được, cái trái chanh chua đó. Lắm. Ăn con tôm được thôi. Tôm khô này thì nhà Linh là mình đã luộc rồi. Mình luộc rồi ông bà cô chú các bạn, mình đem ra mình chỉ có này là mình luộc rồi xong rồi giờ mình đem ra mình ăn chơi cũng được. Mình không có cần chế biến lại ha, tại tôm này nó đã chín rồi. Luộc chín phơi khô, đập lột vỏ Linh mới vô bịch gì gửi đi. Tôm đất. Tôm bạc á. Mấy con mà tôm đất á, tôm đất mà hơi nhỏ quá thì mình thải qua tôm bạc luôn. Còn bản chất của con tôm bạc là con tôm nhỏ gì nè ông bà cô chú. Xíu xíu à. Còn có lộn mấy con bự vô là mấy con tôm đất này nó nhỏ quá, không có bỏ qua tôm đất được nên là cứ trộn vô luôn. Chứ tôm bạc của mình là nó bay lớn nè, té á con. Tôm bạc rồi con có bay lớn nè mọi chú, tôm này tôm bạc nè. Có khi có xuống nhỏ nhỏ mẹ con Linh cũng bỏ vô luôn à. Mấy con mà nó có cái lưng đen đen này là con xuống nhỏ nè ông bà cô chú. Mấy con mà có lưng đen đen này là xú à. Tại nhiều khi á, mình lộn lộn vô cái mình luộc luôn cái mình không có gom ra. Đây là tôm bạc nè. Còn mấy con này là mấy con tôm đất nè. Tôm đất mà ha dạng nó nhỏ quá cái mình bỏ qua tôm bạc luôn cái mình trộn lại. Chứ đất nhỏ quá thì không có bỏ qua bán tôm đất được. Lâu lâu nó vẫn có những cái con mà nó có cái lưng đen này. Cái lưng đen này là do cái con nó ăn á, ăn gông, ăn đồ á bà cô chú. Mình không có lựa ra được. Tại mình luộc xong mình lột mình mới thấy. Nhưng mà hả rất là ít, khoảng 10-20% cái con tôm nó có cái lưng đen thôi. Còn mà tôm mà nuôi ở ngoài người ta bán á là đa số là con nào cái lưng của nó cũng đen thui vậy hết trơn á. Ở ngoài thị trường thì người ta sẽ bán tôm thẻ nhiều. Tại tôm thẻ là tôm dạng tôm nuôi công nghiệp á mà cô chú, mà ví dụ như người ta nuôi mà hả 20-18 con thì mới đạt đầu con. Nhưng mà hả nhiều khi nuôi tới giữa chừng á gặp sự cố rồi hả trăm ngoài con đồ á, lúc đó thì đâu có ai mua đâu, thì người ta bắt buộc người ta phải luộc tôm khô. Nên là ở ngoài thị trường thì cũng có rất là nhiều tôm khô mà loại cái tôm thẻ. Mà tôm thẻ đó thì hả người ta nuôi công dạng công nghiệp thì cho ăn thức ăn rất là nhiều. Với mà tôm đó nếu như mà bể hầm á, gọi là tôm bệnh á, thì hả lúc đó người ta sẽ cho thuốc vô nhiều lắm, người ta cứu không được, người ta mới lên hết hầm để luộc tôm khô. Trắng thì Linh sẽ sắc ra làm 3 khúc, rồi Linh chẻ làm 2, Linh bỏ vô. Mình không cần sắc nhỏ quá, sợ nó sẽ bị dụng á. Củ hành tây thì Linh sẽ chẻ ra, nhưng mà mình đừng chẻ lìa ra, Linh chẻ đầu rồi Linh bỏ vô. Củ cải đỏ thì lát gần chín Linh bỏ vô, tại củ cải đỏ thì mình sẽ ăn. Rồi Linh, cuối cùng là Linh sẽ cho cái tôm khô vô. Nấu hủ tiếu hay là nước dùng gì á, mình cho tôm khô vô thì cái mùi của nó đặc trưng, nó thơm lắm. Rồi trong lúc đó thì giờ Linh sẽ đi gói cái hoành thánh. Linh sẽ cho miếng nhân vô cái hoành thánh này. Cái hoành thánh này nãy giờ Linh để ngoài gió nó cũng hơi bị cứng cứng này. Linh sẽ tha nước lên mấy cái viền để mình bóp cái viền cho nó dễ. Rồi bóp xéo lại rồi xong rồi cái Linh bẻ. Giống như cái túi hình đồng tiền vậy không bà cô chú các bạn. Nhưng mà tại vì Linh làm không khéo hả nên là nó hơi xấu xấu xíu ha. Kệ cho nó dính lại là được rồi. Không có cần đẹp đâu. Nãy Linh không có lấy cái muỗng cà phê ra nên là lấy cái giá này múc hơi bự xíu. Cái nhân thì mình cũng cho vừa vừa thôi, nhân bự quá cũng hơi khó gói á. Miệng ăn sao?
nè. Ê, con mời cả nhà ăn á hả? Mời ông bà cô chú các bạn, con nói đi. Chưa biết nói ông bà cô chú ơi. Ý, phá hồi đổ hết của mẹ. Rồi, Linh gói hoành thánh xong rồi. Bây giờ thì Linh sẽ đi trụng cái hoành thánh, trụng hủ tiếu này. Thì Linh mới vừa trụng hoành thánh nè. Hoành thánh sau khi mình nấu chín thì mình sẽ vớt ra để vô cái tô nước lạnh, mình cho xíu dầu ăn vô để cho cái hoành thánh của mình nó đừng dính, theo bà cô chú các bạn. Linh gói không có khéo nhưng mà nó cũng không có bị bung ra trong quá trình luộc, cũng đỡ nữa. Ở bên đây thì Linh cũng có trụng hủ tiếu luôn rồi. Hủ tiếu này Linh trụng xong thì Linh cũng cho xíu dầu ăn để cho nó đừng quấn cục. Rồi Linh phi hành, phi tỏi để lát cái mình bỏ lên mình ăn cho nó thơm. Qua đây là cái nồi nước là Linh nấu hồi nãy giờ nó cũng cạn rồi nè. Thì Linh sẽ vớt cái bọt này ra. Rồi Linh sẽ bắt đầu cho cà gót vô. Cái chân giò mình coi thứ nó mềm chưa. Rồi Linh cho cà gót vô rồi. Cái cà gót này thì cũng nhanh chín. Giờ Linh sẽ nêm nếm lại. Linh sẽ cho vô đây một ít đường phèn để cho nó thanh cái nước dùng của mình ha. Linh cho vô một xíu hạt nêm. Rồi cái nồi nước dùng của Linh lúc này là Linh thấy vừa ăn rồi. Bây giờ thì Linh sẽ bắt đầu ha, trụng thịt bò luôn bà cô chú các bạn. Linh sẽ dùng cái gỗ Linh trụng vô cái nồi nước dùng này để cho cái nồi nước dùng của mình nó ngọt luôn. Cho cái thịt bò vô. Bò này mình ướp rồi nên nó cũng có gia vị á. Rồi mình để đây cho nó chín ha. Trong lúc đó thì Linh sẽ đi qua Linh trộn hủ tiếu luôn. Cho hủ tiếu vô tô. Hủ tiếu này thì nãy Linh bắt nước sôi Linh trộn rồi. Bây giờ Linh sẽ cho xíu tỏi phi vô. Cho tỏi phi cho nó thơm. Rồi Linh sẽ cho nước tương với tương ớt vô. Thì cái cách trộn này Linh cũng trộn đơn giản à ông bà cô chú các bạn. Nếu mà người Hoa thì người ta có cái dầu giấm người ta trộn nữa. Mình không có dầu giấm thì mình trộn vậy thôi. Nếu mà ai ăn được bột ngọt thì mình cho bột ngọt vô. Linh thì Linh không có cho gia vị sống vô cái đồ ăn mình chưa nấu. Linh trộn đều cho nó đều lên. Rồi qua bên đây Linh trộn bên này. Vậy là nó tái gì là được rồi đó ông bà cô chú các bạn. Thì mình sẽ vớt cái thịt bò này mình cho vô. Cho cái xương heo vô. Nếu mà có thịt bằm thì mình bỏ thịt bằm lên trên mặt nó cũng được. Mà Linh nên cho thịt bò nên là không có cho thịt bằm. Cho xíu hành lá lên. Rồi bây giờ thì Linh sẽ bắt đầu múc cái nước súp ra để mình chuẩn bị ăn luôn. Linh cho hành lá vô. Cho xíu hành phi vô. Nếu mình ăn tiêu thì mình cho thêm xíu tiêu vô cho nó thơm.
theo. Cái này là ra thành hai tô luôn á bà cô chú các bạn. Một tô thành hai tô. Rồi vậy là Linh đã chuẩn bị xong cái món hủ tiếu hoành thánh rồi đó. Dạ bà cô chú các bạn ơi, thì Linh đã nấu xong hủ tiếu rồi, bây giờ thì xin mời bà cô chú cùng thưởng thức với gia đình Linh nha. Con mời chào bà cô chú ơi. Đây em ăn giá, bỏ giá cho anh nè. Giỏi nè, giá này con. Linh trộn mời ông bà cô chú các bạn. Tại ha Linh với anh An vừa giữ mua vừa quay phim nên là hả cũng không có thời gian mà làm nhiều món ngon đâu. Cũng nấu đại à. Em chanh không? Thêm miếng chanh không? Anh coi thêm mặn thì anh thêm đi. Anh mặn chanh rồi, chanh ngon. Thôi em mua cũng đói bụng rồi nè. Giỏi quá, ngon quá. Để mẹ cắt kìa, mẹ cắt cái hủ tiếu kìa. Mua là thích ăn hủ tiếu lắm. Chưa, từ từ không kịp đút kìa. Cho bữa nay cho thử món hoành thánh nè, hoành thánh này Môn chưa thử lần nào nè. Từ từ được em rồi, ơi ăn được rồi đó, ăn được rồi ăn á. Em trộn lên cả nhà, em mình phải trộn mà ăn khô, em phải ăn với Linh thích ăn khô luôn cả nhà. Nên mình ăn nước thì mình múc ăn, bỏ nước vô. Vô mình khô, mình trộn khô, trộn mình này mà có dầu giấm rồi nên hay ngon hơn ha, tại mình không có. Từ từ mẹ đang đút mà miếng bự quá nè. Muôn cũng đói bụng mày, không kịp đút luôn rồi. Ngon không? Mẹ nấu ngon không? Bé mẹ giỏi quá, ăn hết chén này nha. Muôn nè, ăn mít bỏ mít ra, bỏ mít ra mình ăn hủ tiếu mà sao mít. Vừa ăn mít kệ nó cho cầm đi. Ăn sườn, ăn hoành thánh rồi kìa. À, con để đó hơi nước mắt. Để nó ra. Được rồi đó, thấy ăn được rồi đó, thấy ăn được bỏ mít luôn rồi đó. Mẹ điều lên về nó mới ngon cả nhà. Thì miếng nó phi nữa. Thích ăn nhiều bỏ nhiều vô cho nó thơm. Này ai muốn ăn tóp mỡ nữa thì hăng hơi thích phi tóp mỡ ha. Ừ đúng rồi. Thôi Linh làm, Linh làm hả, làm lẹ cho xong bà cô chú để cho kịp vừa mua anh ăn. Đại quậy quá. Ngon quá nhỉ. Nè, ôm. Rồi đá này nè. Rồi, bỏ đi. Ngon. Ôm mày ôm giống cha nè. Mà cô chú thấy mùi giỏi không? Thôi, không có lấy cái dĩa nước mắm. Ăn hoành thánh, ăn hủ tiếu luôn. Nhai nha, sắp mọc răng rồi đó. Thấy cái núi răng nó hơi cong cong quẹo quẹo rồi đó. Nó nhô lên rồi. Không được. Nước mắm hôi đó. Của con à, cái này của con chỗ này nè. Không kịp đút luôn ông bà cô chú các bạn. Linh mời ông bà cô chú nha. Vừa đút muôn vừa ăn. Súp ngon thưởng thức luôn. Thì bây giờ sống được ăn cái này sống. Ăn vừa giá mới ngon bà cô chú. Bỏ cái này nha. Chưa. Cái hủ tiếu này nó không bị lền nè. Nấu nó không có bị lền. Ông bà cô chú thấy muôn giỏi không? Đòi ăn. Wow, mẹ nấu ngon quá. Mẹ nấu ngon quá muôn hả? Ăn không kịp đút luôn. Wow. Ồ, biết nút cũng hủ tiếu lên luôn. Dài quá. Nó khu khu lên cái miệng nó thu lên. Dài quá, mắt cong mắt cổ quá con. Ôm mẹ. Sáng đi chợ về xong nấu tới giờ này mới ăn luôn á bà cô chú. Sáng làm gì giờ làm chứ hả, cho Moon ăn trước cái rồi mới đi chợ. Rồi hả về bú bình sữa rồi ngủ rồi Linh làm công chuyện được chút xíu rồi thức rồi. Tới thức rồi phải hả giữ em nó nên là làm cũng hơi chậm. Thôi không có bóc. Ừ, mẹ đút chứ không có bóc. Ngon quá bà cô chú ơi. Linh mời ông bà cô chú các bạn nha. Nước.
con ôm đi. Ngon quá bà cô chú ơi. Trộn đi, em trộn đều chứ. Đều rồi. Ăn miếng bì đi, rồi con bỏ trong đó đi. Hai vợ chồng thay phiên nhau. Nó cắn một miếng. Cắn miếng cà gót bự rồi phải không? Mà cả nhà nha. Muôn mời ông bà cô chú nha. Ông bà cô chú thấy Muôn giỏi không? Con thấy mẹ làm ngon không? Nói ông bà cô chú coi. Làm như là hả, cha với mẹ bỏ đói không cho ăn vậy. Ăn mà vừa ăn vừa la luôn. Ăn đi con. Ăn đi, lát mẹ cho cục giò cạp. Ăn không có khi. Bởi vì có con nhỏ là vậy á, phải tay ẩm tay ôm ăn á. Tuổi này hiếu động lắm. Không biết do mình đói bụng hay là tại ăn thấy ngon quá không rồi cô chú. Lắm rồi. Ăn được mấy miếng rồi á. No rồi, cái ngã ngớn. Ăn đi, ăn kiều chả gì. Ăn đi, ăn đi. Trời, tự nhiên không. Nó ăn đi. Ngon không? Ngon quá, mẹ nấu ngon quá hả? Nó ngồi mà không có yên cái giò nó luôn á. Nó ngồi mà khiểu móc mà. Quỳnh ăn hủ tiếu xong giờ tới ăn cải không? Mà cắn cải ăn luôn à. Là cái miếng à? Chia cho cha không? Linh ăn hết tô hủ tiếu luôn rồi cô chú. Người tiểu quá ăn tô hành thánh. Súp đi, không ăn súp. Mời ông bà cô chú các bạn ăn hoành thánh nha. Ăn cái này là cũng nhiều lắm luôn á. Hủ tiếu. Hoành thánh cũng ngon, cũng vừa ăn lắm bà cô chú. Này chiên cũng được. Quậy quá quậy luôn bà cô chú các bạn. Mà cả nhà thịt nha. Giống con bò ăn cỏ quá. Cái nước súp có tôm khô nó thơm thơm mà nó ngọt nước lắm bà cô chú. Mình không có cần nêm nếm nhiều gia vị. Ngon ghê á. Mắc cười em này quá à. Tự nhiên em ngồi em ăn cải. Bà cô chú các bạn ơi, thì Linh đã nấu xong cái hủ tiếu rồi, gia đình Linh cũng ăn xong rất là ngon luôn bà cô chú các bạn, ăn sạch tô luôn á. Bây giờ thì Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video tại đây nha. Ông bà cô chú các bạn thấy cái video này hay thì nhấn cho Linh xin một like, chia sẻ video ủng hộ Linh nha. Bye bye ông bà cô chú các bye bạn. Bye bye. Ăn gì vậy? Ăn cọng rau, vẫn còn ăn rau. Bye. Bye.
ba cái bye đi bye đó giờ mới bye. Yeah. Mì gió mà cô chú rồi mì gió. Yeah. Mì gió à mì gió à. Điều.